Hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái con máy khá là ngộ nghĩnh đến từ Sony. Mình thấy con máy này có thể là tặng người thân được này, tặng phụ huynh được này. Còn nếu mà anh em hay chơi game trong cái tầm tiền dưới 2 triệu như thế này thì tốt nhất là mua con máy Sharp R2 thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn con này thì nó hợp đến cái đối tượng là thời trang và tặng đấy, kiểu làm quà ấy, thì rất là hay. Bởi vì đây đều là những con máy còn zin nhá, và còn nguyên áp suất luôn. Tí nữa thì mình sẽ test áp suất cho anh em xem. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Đây là những chiếc Sony Xperia 8 còn nguyên áp suất nhá. Anh em nghe cũng khá lạ đúng không? Thường anh em chỉ nghe thấy là Xperia 1 rồi Xperia 5 các thứ đúng không? Đây, trọng lượng nó nhẹ lắm anh em ạ. Cầm trong bàn tay rất là dễ chịu luôn, thấy chưa? Nó chỉ có 170g mà thôi. Chưa kể là các bạn sẽ có một cái độ mỏng là 8,1mm. Cũng là một cái độ mỏng tốt nha. Thêm một cái điểm cực kỳ cao cấp của chiếc Xperia 8 này là cả trước và sau anh em đều sử dụng kính cường lực thế hệ thứ 6 nhá. Thế hệ thứ 6 trong con máy dưới 2 triệu. Mà bây giờ anh em mua máy mới nhá, nhiều con máy 10 triệu mới chỉ kính cường lực thế hệ thứ 5 thôi anh em ạ. Đây chính là mã test áp suất cho anh em nhá. Sao thăng 737-8423 thăng sao này. Đấy, anh em ấn vào phần service test này, kéo xuống đây này. Đây chính là cái dòng để anh em test áp suất này. Nhấn vào, đó. Thì bình thường nó sẽ hiện như này, anh em ấn mạnh lên thì nó sẽ nhảy, có nghĩa là áp suất còn. Bọn Sony này nó cũng rất là hay nhá. Mặc dù là áp suất còn như vậy nhưng mà khi mà anh em tháo khay sim ấy thì anh em có thể cậy bằng móng tay chứ không cần phải sử dụng đến que chọc sim. Đó. Chúng ta sẽ sử dụng là một sim và một thẻ. Đây một sim thì nó thêm một cái khay ở phía dưới này nữa này. Hay lại dùng móng tay cậy phát nữa. Nó rất là dị như vậy. Còn chỗ này là khe cắm thẻ nhớ này. Thiết kế của Xperia 8 thì mình thấy khá đẹp và nhìn nó cao cấp anh em ạ. Đấy, nhìn mặt sau này này, cụm ca còn được có một cái vòng kim loại nhá, có cả giắc tai nghe 3.5 nhá, mặc dù ở độ mỏng tốt này. Vân tay tích hợp với cả nút nguồn này, tăng giảm lượng đây này. Phía dưới thì có tai si và mic này. Phần về màn hình của chiếc Xperia 5 ấy thì mình liên tưởng đến chiếc B Fold 3. Không biết anh em còn nhớ sản phẩm đấy không? Có nghĩa là cái cằm của nó cực kỳ mỏng nhưng mà cái chán của nó thì lại hơi dày một xíu. Đấy, giống như con B Fold 3 vậy. Bình thường thì những cái sản phẩm khác nó sẽ theo cái thiên hướng này, có nghĩa là cái cằm dày chán mỏng, nhưng Xperia 8 thì nó lại cằm mỏng chán dày. Cái cằm của nó bằng với cả những viền bezel còn lại luôn. Đấy, nếu mà nhìn nguyên như này này thì thấy con Xperia 8 này nhìn rất là đẹp, rất là sexy luôn, đúng không? Nhưng mà nhìn cái chán nhìn nó ngộ nghĩnh ngay. Và nó không giống như những chiếc điện thoại khác đâu nhá, là cái màu xanh thì cái viền phía trước là màu xanh luôn, màu trắng thì viền phía trước là màu trắng luôn. Đấy, còn màu đen là viền phía trước màu đen, trong khi những sản phẩm khác thì màu gì thì màu nhưng mà viền màn hình phía trước nó là màu đen. À có đúng phiên màu cam này, phiên bản màu cam thì viền màn hình phía trước là màu đen luôn nhá. Sony Xperia 8 sử dụng màn hình là 6 inch nhá, tỷ lệ là 21:9. Đó, tỷ lệ dài như kiểu là Xperia 1 hay Xperia 5 luôn. Cái tỷ lệ này thì khi mà anh em xem phim kiểu điện ảnh ấy thì nó sẽ rất là hợp lý. Những cái phim chiếu rạp ấy nó đều 21:9 hết rồi. Độ phân giải là Full HD cộng, nó chưa có tần số quét màn hình cao đâu. 21:9 thì anh em sử dụng những cái chia đôi cửa sổ này thì nó cực kỳ là hợp lý luôn nhá. Còn nếu mà chúng ta xem những cái thước phim 16:9 ở trên YouTube thì nó sẽ bị giải đèn như vậy. Anh em xem phim điện ảnh thì nó full màn luôn. Rồi, loa nhá, một loa anh em ạ. Bình thường nhỉ. Thực tế thì những cái con máy mà trong tầm tiền dưới 2 triệu thì cũng không có cái máy nào mà có cái chất lượng âm thanh quá là tuyệt vời cả. Xperia 8 cũng là như vậy. Ok, về cấu hình thì như mình đã đề cập từ đầu video nhá, đây không phải là một cái sản phẩm phù hợp để cho anh em chơi game giải trí nhiều, bởi vì nó chỉ sử dụng con chip là 630. Còn nếu mà anh em chơi game nhiều thì anh em chọn con R2 giúp mình, và đi kèm với cả RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Cái phiên bản Android đây đang có là Android 10 nhá. Phải công nhận là cái viền màn hình của Sony khi mà chúng ta sử dụng tất cả những cái ứng dụng mạng xã hội ấy, nhìn nó khá là hay nhờ. Những cái góc này nó cũng được bo cong này, thấy chưa, cái cảm nhìn thích nhờ. Đấy, thì thực ra 630 thì theo mình là nó chỉ sử dụng mạng xã hội này, chơi những game rất là nhẹ nhàng kiểu như là Lửa Chùa này hay Liên Quân, nhưng mà ở cái mức đồ họa vừa phải thôi, thấp và 60 thôi, chứ còn không nên sử dụng gì đó quá là nặng trên cái con chip 630 này cả. Con 630 này thì nó vẫn hỗ trợ là 4G nhá, chứ chưa có tính năng là 5G. Trong cái buổi ra mắt Sony Xperia 8 tại Nhật Bản thì họ có bảo là camera của họ khá là tốt, nhưng mà đấy là tốt với những cái người mà biết chỉnh sửa thôi. Còn mình phải chia sẻ thẳng thắn là
anh em nào mà chụp một phát ăn ngay ấy, thì Sony nó sẽ hơi kiểu bị đậm. Tí mình sẽ cho anh em xem. Cảm biến chính của nó sẽ là 12 chấm nhá, khẩu f/1.8, và chúng ta sẽ có một cái cảm biến chiều sâu nữa để mà xóa vật thể là 8 chấm. Ở phía trước thì anh em có một cái camera selfie là 8 chấm nữa nhá, và khẩu là f/2.0. Mình bật một cái đèn nó phả thẳng vào thì anh em thấy không, màu nó bị đậm lên đúng không? Sony lúc nào cũng thế luôn, kể cả là anh em chụp trên những con máy flagship nhá, kiểu như Xperia 1, Mark 3, Mark 4 ấy, thì màu đều đậm như này cả. Sony muốn chụp ngon thì cần phải chỉnh sửa thêm, chỉnh sửa hậu kỳ. Tất cả những cái con máy tầm giá dưới 2 triệu thì thực sự là mình không tìm thấy con máy nào pin quá là trâu cả. Mà nếu mà pin trâu thì những cái thành phần khác của nó thì không ngon cho lắm. Sony Xperia 8 thì chỉ sử dụng cái viên pin là tầm gần 3000 mAh mà thôi. Tuy nhiên thì cái giao diện Sony thì cũng khá là nhẹ, những cái ứng dụng Nhật Bản này thì anh em hoàn toàn để giữ nhá. Đấy, anh em hoàn toàn để giữ và xóa nó đi một cách thủ công. Đây, ví dụ như mình giữ này, mình ấn gỡ cài đặt này là xong. Thế nên là về cái khả năng sử dụng pin của chiếc Xperia 8 tầm gần 3000 thì nó cũng ngang cả những cái hãng Android khác, khoảng 3.300, 3.400, 3.500, nhưng nó cũng không phải là một cái thời gian sử dụng pin quá là ấn tượng. Con này thì cái giá bán đầu tiên ở bên Nhật ấy là 54.000 yên, nó rơi vào khoảng tầm là 11,7 triệu đồng. Mà bây giờ giá nó chia 10 anh em ạ, chia 10 và vẫn còn áp suất luôn. Không biết anh em nghĩ sao về chiếc Sony Xperia 8? Anh em thấy con máy này tặng phụ huynh nó có ok không? Nếu mà phụ huynh chúng ta chỉ là một người sử dụng mạng xã hội thôi, chả chơi game gì, thì đây cũng là một sản phẩm khá là đẹp. Chưa kể nó còn có cả tính năng chống nước nữa, nó cũng rất là đảm bảo cho các cụ. Chống nước của nó là IPX8 đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video đến đây trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.